Nếu như anh em muốn lựa chọn những dòng máy vặn vít nhỏ gọn như các dòng máy vặn vít 12V như thế này mà nó lại khỏe như các dòng máy vặn vít 18V như thế này, thì có lẽ đây sẽ là một lựa chọn tối ưu cho anh em. Một cái máy vặn vít 12V Fuel của Milwaukee. Anh em hãy theo dõi hết video để xem cái máy này có phù hợp với công việc của anh em hay không nhá. Cái máy của Milwaukee này có mã M12FDI2-0X. Bây giờ tôi sẽ mở hộp ra cho anh em xem bên trong cái hộp này có những gì. Mặc dù nó là một cái máy 12V cực kỳ nhỏ gọn thôi, nhưng mà nó được đựng trong một cái máy, nó được đựng trong một cái hộp mà nó to như cái máy 18V hoặc là 40V của Magita luôn. Cái hộp này có kết cấu khá là lạ so với các dòng hộp của cái máy khác. Nó sẽ có hai tay, nó sẽ có hai tay ở hai bên này để anh em lắp ghép những cái hộp vào nhau để chồng lên cao này. Và nó lại mở ra, cái hộp này có cái đường viền phía bên trên là mở ra như thế này. Nó hở đường viền như thế này ra. Còn cái phần nắp bên trên của nó thì lại tụt vào phía bên trong một chút. Bên trong của cái hộp này thì tất nhiên vẫn có sách hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành. Nó sẽ có một cái máy. Cái bản này là bản có một pin thôi anh em nhé. Một cái máy đã được lắp một pin 6.0Ah này. Và một cái sạc C12C. Một cái chân cắm chuyển từ cái chân cắm sạc từ hai chân sang ba chân như thế này. Và cái chân cắm sạc này thì bên trong có cái cầu chì để bảo vệ luôn anh em nhé. Vì nó là bản có một pin thôi cho nên là nó sẽ có nguyên bộ chỉ như thế này thôi anh em nhé. Bên trong của nó sẽ không còn gì. Và cái hộp của nó thì nó có những cái, có một cái khay để anh em đựng máy và sạc vào đây. Nếu như mà anh em muốn, nếu như anh em không muốn sử dụng khay này thì anh em có thể tháo nó ra để anh em có thể đựng rất là nhiều đồ thì bên trong cùng cái máy này nữa. Bây giờ tôi sẽ đi vào giới thiệu chi tiết từng cái bộ phận một của cái máy này cho anh em xem. Đầu tiên là cái sạc C12C này. Với cái sạc này thì nó chỉ có một chân cắm thôi anh em nhé. Đây là sạc đơn. Và cái sạc này nó là sạc 3.0Ah, công suất của nó là 55W. Theo như chúng tôi tính thử thì cục pin 6.0Ah 12V của cái máy này sạc với cái sạc C12C này trong vòng 2 giờ 15 phút thì nó mới đầy được anh em nhé. Cái cục pin 6.0Ah của máy này nó có thêm cái đế này. Nó giống như các cái dòng máy 12V khác của Makita hoặc là của The Watt thì nó cũng có thêm, có những cái loại 12V nó có đế như thế này nhá. Đặc biệt thì nó giống các cái dòng 18V hơn. Tuy nhiên thì cái phần pin, phần đế ở dưới này nó có pin, chứa viên pin bên trong thì nó khá là nhỏ gọn. Kích thước của nó tầm khoảng 6 x 5cm thôi. Và cái phần chính đó chính là cái phần pin phía bên trên này. Và nếu như mà anh em mua những loại pin có dung lượng nhỏ hơn ấy thì nó sẽ nhỏ gọn hơn. Ví dụ như các cái dòng pin có dung lượng thấp hơn thì nó có thể nó sẽ không có phần đế này mà nó chỉ có đến phần tầm như thế này thôi là đã hết cục pin rồi. Với một cục pin 6.0Ah như thế này thì nó có công suất là 72Wh, tức là nó sẽ tương đương với các cái dòng pin 4.0Ah 18V của các dòng khác nhé. Với các cái dòng pin 18V 4.0Ah thì nó cũng có một cái công suất tương đương là 72Wh. Và cái phần chính chúng ta cần đánh giá ở đây đó chính là một cái máy M12FDI2 12V này. Cái máy này thì có tốc độ cực kỳ nhanh nếu như mà anh em ấn vào nút số 3 ở đây. Cái máy này sẽ có 4 chế độ. Và nếu như mà anh em ấn vào chế độ số 3 thì tức là nó đang ở cái chế độ mà có cái tốc độ vòng quay lớn nhất. Tốc độ vòng quay của nó thì lên tới 3.600 vòng trên phút. Anh em có thể nghe được rồi. Cực kỳ nhanh luôn. Với tốc độ như thế này thì nó nhanh ngang so với những cái dòng máy 18V hoặc là 20V của các hãng khác. Lực xiết của cái máy này nó lên tới là 170 Nm. Động cơ của cái máy này thì nó là động cơ không chổi than anh em nhé. Cho nên là cái thân máy của nó rất là nhỏ gọn. Theo như thông số của nhà sản xuất thì tốc độ vòng quay của nó ở số 1 là từ 0 đến 1.700 vòng trên phút. Số 2 0 đến 2.900 vòng. Số 3 0 đến 3.600 vòng. Và ở cái chế độ vặn vít thì nó có tốc độ vòng quay là 0 đến 3.600 vòng trên phút. Và tốc độ bố đập là 4.000 lần trên phút anh em nhé. Lực xiết của nó thì khá là cao, lên tới 170 Nm. Tức là dòng máy vặn vít 12V này có lực xiết lớn hơn một số các dòng máy 18V của các hãng khác anh em nhé. Ví dụ như DTD156, DTD157 của Makita chẳng hạn. Đầu vặn vít của cái máy này là đầu lắp nhanh anh em nhé. Với một cái đầu tô vít như thế này thì anh em chỉ cần ấn nó vào thôi là đã lắp được rồi. Và nếu như mà muốn tháo ra thì phải kéo đẩy cái phần này lên để rút cái đầu tô vít ra. Rất nhanh, lắp vào cũng rất nhanh luôn. Phía mặt trước của cái máy này có 3 cái đèn LED rất là sáng. Với cái đèn sáng như thế này thì anh em có thể làm việc được ở cái môi trường tối rất là tốt. Có thể nó thay thế cái đèn pin nhỏ nhỏ cho anh em luôn nếu như anh em muốn soi ở những vật gần anh em nhé. Ở cái chế độ 1, 2, 3 đơn giản chỉ là cái thay đổi cái tốc độ vòng quay và thay đổi cái lực xiết của máy. Tuy nhiên thì nó ở cái chế độ vặn vít này là cái chế độ đáng nói nhất của cái máy này. Ở cái chế độ vặn vít này thì nếu mà anh em vặn vít ở những vật liệu mỏng như thế này
thì nó sẽ tự động dừng lại nếu như mà nó chạm được vào cái vật liệu này anh em nhé. Nếu như mà cái phần đầu của vít chạm vào được cái vật liệu này, bây giờ tôi sẽ khoan thử cho anh em xem. Đây, dừng lại đây. Đấy, khi mà nó đã chạm vào được vật liệu rồi thì nó dừng lại, mặc dù là tay tôi vẫn bấm cò nhá. Thử lại với cái vít này nhá. Cảm giác như khi mà vặn vít bằng các cái đầu tôn này, tôi thấy là cái chế độ tự dừng của nó chưa được nhạy lắm. Bây giờ tôi sẽ thử cái vít nhỏ hơn. Đấy, đối với những con vít nhỏ này thì cái chế độ tự dừng của nó rất là nhạy. Thử cái chế độ vặn vít này với vít gỗ xem nó như thế nào. Nếu mà vặn với chế độ vít gỗ thì đến cái tầm này nó bắt đầu dừng này. Mặc dù tay tôi vẫn ấn công tắc nhá. Ấn tiếp này, dừng này. Đã dừng. Đã dừng. Theo tôi thấy thì cái chế độ vặn vít này nó dừng theo cơ chế là khi mà nó cảm nhận một cái lực cản lại quá lớn của cái vật liệu thì nó bắt đầu dừng máy lại. Do vậy mà khi mà anh em mà vặn vào gỗ ấy thì cái chế độ này làm việc sẽ không hoàn hảo, bởi vì là gỗ nó mút vít rất là mạnh, cho nên là nó sẽ bị dừng lại nhiều lần nếu như mà anh em muốn vặn hết cái vít gỗ này vào bên trong cái gỗ. Do vậy mà cái chế độ vặn vít này tôi nghĩ là nó chỉ phù hợp với việc anh em vặn vào sắt thôi nhá. Ở phần bên sườn của máy có 4 cái đèn LED để hiển thị vạch pin. Nếu như vạch pin đỏ như thế này, 4 vạch thì tức là nó đã đầy nhá. Và cái pin 12V này thì nó sẽ không có cái phần báo vạch pin ở trên cái thân pin đâu, mà nó chỉ có phần báo vạch pin ở trên thân máy thôi. Và bên sườn thân máy nữa cũng có một cái đai để anh em đeo cái máy này ở bên hông của anh em. Phía mặt bên cạnh của nó thì nó có phần để anh em lắp cái đầu tô vít vào. Anh em có thể lắp một cái đầu tô vít vào như thế này, khá là tiện lợi. Nó không phải là dạng nam châm mà nó là thuộc dạng cao su và lắp rất là chặt luôn. Nó khá là mút và nó sẽ không bị rơi ra nếu như mà anh em lắc máy hoặc là hướng máy như thế này. Chỉ khi nào anh em thao tác rút ra thì nó mới ra thôi. Điều đáng nói nhất ở cái máy này đó chính là nó có một cái thân hình cực kỳ nhỏ gọn. Cái tổng chiều dài của nó thì rơi vào khoảng tầm 12 đến 15 cm thôi. Và cái thân máy có đường kính, cái thân máy của nó thì có đường kính tầm khoảng 4 cm thôi, khá là nhỏ gọn. Nó gần như là chỉ bằng các cái dòng máy 12V của các máy khác thôi. Tổng cân nặng của cái máy này khi mà anh em lắp cục pin 6.0Ah vào thì nó chỉ là 1,12 kg. Có nghĩa là nó giống y xì các cái dòng máy 12V khác, nhưng nó lại có một điều đặc biệt, đó chính là cái lực siết của nó lên tới 170 Nm. Bây giờ tôi sẽ sử dụng cái máy này để vặn thử một số con vít gỗ để cho anh em xem 170 Nm thì nó sẽ khỏe như thế nào nhá. Đây là một con vít dài tới tận 12 cm anh em nhá. Bây giờ tôi sẽ sử dụng cái con vít này để vặn vào gỗ xem là nó nhanh hay chậm nhá. Tôi sẽ để cái chế độ là mốt 3 đi, bởi vì là cái chế độ chuyên vặn vít này thì nó không phù hợp với việc bắt gỗ. Con đây. Ok, khá là nhanh. Cái này thì tôi không hề ấn vào máy đâu anh em nhé. Cái máy vặn vít này nó có búa đập ngang, cho nên là nếu như mà vặn vít như này thì nó tự động sẽ đóng cái vặn vít, con vít này nó đóng xuống, cho nên là anh em cũng không cần phải ấn máy để cho nó đi sâu vào. Bây giờ tôi sẽ vặn ngược lên xem như thế nào. Rất là nhanh luôn. Lực siết 170 Nm thì nó, tôi cảm giác nó không khác nhiều so với các dòng máy vặn vít 18V của các hãng khác. Đặc biệt thì nó sẽ khỏe hơn so với các dòng máy vặn vít của hãng khác như Makita chẳng hạn, như tôi mới đề cập tới đầu video, DTD-156 và DTD-157. Tất nhiên thì cái thân máy của cái máy này nó cũng ngang ngang so với DTD-156 và DTD-157 thôi. Nhưng mà nó lại là dòng máy sử dụng pin 12V, cho nên là nó có thể sử dụng một cái cục pin rất là nhỏ gọn. Nó chỉ ngang đến tầm này thôi là anh em có thể sử dụng được rồi. Và đặc biệt là khi mà anh em sử dụng ở trên cao ấy. Và đặc biệt thì cái máy này nó sẽ rất phù hợp cho những anh em nào làm những công việc ở trên cao. Ví dụ như anh em làm thạch cao chẳng hạn, thì cái tốc độ vòng quay của nó sẽ rất là lớn để mà anh em vặn vít thạch cao nó nhanh. Thêm nữa là làm việc ở trên cao nhiều thì cần một cái máy vặn vít nhỏ gọn, thì đối với một cục pin tầm 2.0Ah thì nó có cân nặng chỉ là 0,91 kg thôi, cho nên là anh em cầm nó sẽ không bị mỏi tay.
Và bây giờ tôi sẽ thử xem một quả pin được sạc đầy sẽ vặn được bao nhiêu con vít. Vì sử dụng vít tôn sẽ rất tốn vít và sắt, nên chúng tôi lựa chọn vít gỗ để giảm chi phí. Để vặn một con vít vào gỗ, nó sẽ tương đương hoặc thậm chí là mất nhiều lực hơn so với việc vặn con vít tôn vào sắt V. Vì khi vặn vào sắt V, nó chỉ có một đoạn mỏng thôi. Còn vít gỗ thì phải bắn ngập vít vào gỗ. Cái vít gỗ chúng tôi sử dụng là vít gỗ dài 5cm. Tổng cộng là cái máy này sử dụng pin 6.0Ah sẽ vặn được 448 con vít. 448 con vít này chưa tính những cái lần mà chúng tôi test thử lúc nãy với cả là vặn vít vào thì với cả vặn vít ra nữa, vặn một số con vít ra 448, 450. Nói chung là nó sẽ gần 500 con với một cái pin 4.0Ah như thế này, vặn được gần 500 con vít. Như thế đối với tôi là cũng khá là nhiều. Bởi vì là chúng tôi cũng đã có làm video về một cái máy của Makita DTD171 sử dụng pin 5.0Ah 18V thì nó cũng chỉ vặn được là 772 con vít, đúng loại vít gỗ dài 5 phân vào cũng khúc gỗ như thế này. Nếu như anh em muốn tham khảo giá của sản phẩm này, xin anh em truy cập vào trang web danga.com hoặc click vào đường link ở phần bên dưới của mô tả của video này nhá. Video của chúng tôi đã kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.